bộ phim Trộm Tốt Trộm Xấu. Cậu đứng yên, giơ tay lên. Bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên. Quay lưng lại, bỏ cái túi xuống. Tháng 5 năm 1945 ở Chun Cheon. Tháng 5 năm 1992 ở Chun Cheon. Besan, Chang Mansit, Yun Ji Hong, Bắc Myong Chu, Kim Kang In, Quân đoàn Anh hùng năm 1993. Cái này cũng đẹp, cái kia cũng đẹp. Cậu hãy mua cái gì đó đi, cái nào cũng đẹp hết. Nè, nhìn nè. Cái này bao nhiêu vậy? Cái này chỉ có 3.000 won thôi. Mua đi. Bắt lên ta. Chết ra. Cái này nhiều. Đừng để anh chạy thoát. Đứng lại nè. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại đó. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Chạy. Nè nè, đừng có hiểu lầm. Ôi, tôi chỉ là. Đừng có theo tôi. Ôi nè, đợi đó. Đừng lại gần đây. Nè, đợi đó nào. Xin lỗi. Đứng lại. Nè, có trộm kìa. Đợi đó. Ma bắt lại. Nè, khoan đó. Chú à, chú à, tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Chú à, tôi ăn trộm bởi vì tôi không có gì để cho con tôi ăn. Tôi không làm vậy nữa đâu. Xin hãy tha cho tôi đi. Lần này vợ tôi đang mang thai, nhưng mà con tôi không trở đầu được. Nếu như không trở đầu lại, cả vợ con tôi sẽ chết mất đó. Xin chú hãy tha cho tôi lần này đi. Tôi xin chú mà. Chú à, chú hãy tha cho tôi đi. Chú à, chú à. Nè cậu kia, cầm lấy chúng đi. Đây là lần cuối cùng đó. Đừng có đi ăn trộm nữa. Nếu không dừng lại, con của cậu sẽ bị tổn thương đó. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cảm ơn chú.
trộm. Đừng lại, bắt lấy tên trộm. Anh à, hắn đi đường kia kìa, đường đó. Là đường đó rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều nha. Đứng lại đó, tên trộm kia, đứng lại. Tôi đã trả lãi cho anh rồi mà, sao anh còn ở đây nữa? Anh muốn tôi đập đầu chết ngay tại đây thì anh mới vừa lòng đúng vậy không? Gì vậy? Bà Minh Che à? Nghe được tiếng vợ chửi là biết ngay, đây là nhà của mình mà. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Bà Minh Che về rồi. Minh Che, Minh Che à, ba con về rồi nè. Minh Che à, con trai của ba, để ba ôm con nào, để ba nhìn con một cái nha. Ôi trời ơi, con cao lớn hơn lúc trước nhiều quá rồi. Con đẹp trai y hệt như ba vậy đó, con trai à. Cái thằng nhóc này thiệt là. Anh làm gì vậy chứ? Anh vẫn còn rất nhiều thời gian mà. À, anh được ra ngoài theo lệnh đặc xá đó. Minh Che, ba của con thật sự là một công dân gương mẫu đó, con trai à. Bà nhớ con nhiều lắm. Mấy tên chủ nợ đã lấy đi tất cả những đồ đạc có giá trị trong nhà, bao gồm cả tivi và điện thoại rồi. Căn nhà này cũng rao bán lâu rồi. Em có ăn uống đầy đủ không đó? Hai mẹ con em cũng cố gắng lắm rồi. Em làm tất cả mọi việc để kiếm tiền. À, quên mất một chuyện, anh đợi đây một chút nha. Ờ, em đi đâu vậy? Cứ đợi đây đi. Anh có biết một chút gì về tấm hình không? Là tấm hình có người tên Besan mà em để trong ngăn kéo đó. Bức ảnh đó làm sao hả? Họ đang tìm kiếm gia đình của những người trong bức ảnh đó đó. Đã nói đừng đề cập chuyện đó nữa mà. Em không nhớ chuyện xảy ra với ba khi ông ấy nộp ra trước đây sao? Chuyện đó khác, bây giờ là chuyện khác mà anh. Bây giờ với khi xưa không khác nhau cái gì hết đâu. Những người có quyền có thế ở thời đại nào cũng chẳng thay đổi bao nhiêu đâu. Họ còn muốn bắt luôn anh để ép ông ấy nói ra nữa. Em có biết chuyện xảy ra với ba mà. Nhưng mà lần này không phải chính phủ tìm anh, mà là phía Yoon Jae-hong đang muốn làm gì gì đó để tưởng nhớ các chiến sĩ đấu tranh vì độc lập. Đó là tập đoàn Jeonmun. Chuyện có ai tìm kiếm anh thì có gì quan trọng đâu chứ. Sau chuyện đó thì ba của anh sống cả đời như một người tàn tật rồi em à. Và chẳng bao giờ được sống ở một nơi để tránh xa cái nhìn của họ hết đâu. Trời ơi, sao chuyện đó lại không quan trọng chứ? Bây giờ thì chúng ta cũng khó kiếm ăn lắm rồi. Nếu được xác nhận thì tiền học phí của Minh Che sẽ không còn là vấn đề nữa. Kiếm việc cho nó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Sao em có thể nói như vậy trong khi tôi tức giận đây chứ? Sao tự nhiên lại quát lên với tôi vậy hả? Anh nghĩ đây là gì riêng tôi hay sao? Dù sao thì tôi chẳng còn gì. Tôi cũng sẽ không đăng ký vào đâu. Ít nhất cũng vì thằng Minh Che, tôi không để nó sống một cuộc đời như ba đó đâu. Dù khó khăn đến cỡ nào, những ước mơ của nó tôi cũng sẽ cố gắng giúp cho nó hoàn thành. Nếu anh không làm như vậy thì Minh Che cũng không có nổi ước mơ đâu. Anh cứ làm theo ý của anh đi. Vấn đề là người gợi lên chuyện đó là tôi, cho nên anh sẽ không đồng ý chứ gì. Tôi không hiểu tại sao lại không được chứ. Ôi nè ông chủ à, ông biết tôi là người có kỹ thuật tốt mà. Sao tôi có thể thuê một người có tiền án ăn trộm vào làm được chứ? Ôi trời, anh cũng biết là tôi có lý do mới làm vậy thôi. Anh làm ơn đi mà. Tìm việc khác mà làm đi. Tôi bận muốn chết đây nè. Thiệt tình rồi.
Minh Che à, sao không trả lời ba? Sao con ở đây mà không phải là trường học vậy? Ba sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Xin ba đừng làm như vậy. Con yêu cầu ông ấy cho con làm việc. Tại sao con lại làm vậy chứ? Đi với ba, chúng ta đến trường thôi. Con không thích. Cái thằng nhóc này, có phải con muốn dành cả đời ở đây thay vì chăm chỉ học hành phải không? Đi với ba nào. Trường học có gì tốt? Bạn bè cứ chế giễu con vì có ba là ăn trộm. Giáo viên cũng mắng con vì con không đóng tiền học phí. Minh Che à, ba nghĩ là con muốn làm những việc này hả? Tất cả là tại vì ba đó. Vì ba không ở đây mà mẹ phải vật lộn kiếm sống. Con ghét ba lắm mà biết không? Chân của con bị sao vậy? Bị đau hả? Dạ không có. Để ba xem nào. Không sao đâu ba, là con không cẩn thận giúp cái cây. Leo lên lưng ba đi. Con không thích. Nè, ngoan ngoãn nghe theo lời ba đi. Cứ leo lên lưng ba. Nhanh lên. Heo con à, em làm sao vậy hả? Bỏ tôi ra đi. Chúng ta đi nào, Su Hyo. Heo con à, heo con à. Heo con à, em tính dẫn thằng bé đi đâu vậy chứ? Bỏ ra đi. Tôi không có lý do nào để sống với anh nữa. Kỳ nghỉ nào cũng không bao giờ thấy mặt của anh ở nhà. Giờ đến kỳ nghỉ phép tháng anh cũng đi nữa sao? Tại sao anh không ở đây một ngày nào hết vậy chứ? Anh đã nói cho em đây là lần cuối rồi kia mà. Anh có biết là anh nói với tôi lần cuối bao nhiêu lần rồi hay không? Ít nhất thì anh cũng phải cho tôi biết lý do tại sao anh lại đi chứ. Anh không thể làm như vậy trừ khi là anh đã có vợ bé ở bên ngoài. Heo con à, chuyện không phải như em đã nghĩ đâu mà. Vậy tại sao anh không thể nói với tôi được chứ? Anh cứ thử hỏi những người xung quanh xem. Chồng tôi đi suốt 2 tháng và tiêu hết tiền của mình trong mỗi kỳ nghỉ. Tôi không thể hỏi tại sao à? Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à? Ba ơi, mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa mà. Lần nào ba mẹ cãi nhau cũng khiến con buồn lắm đó. Su Hyun à, chúng ta sẽ không sống ở đây nữa. Mẹ không thể nào sống với ba con được. Sao em có thể nói như vậy trước mặt của con chứ? Con thích ba, con chỉ muốn sống với ba thôi mẹ ơi. Thôi được rồi mà. Su Hyun à, ba biết rồi. Anh sẽ không đi đâu nữa đâu. Anh xin lỗi nghe. Su Hyun à, chúng ta vào trong nhà nghe con. Đi nào con trai của ba hả? Ui trời, đi thôi. Nè, cởi giày ra đi con. Hả? Ê. Minh Che à, ba hứa với con, dù có chuyện gì xảy ra, thậm chí là trời có sập xuống, ba cũng sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Nên con đừng giận nữa nha, có được không? Ba bảo con xuống đi. Không sao mà, ba không thấy mệt gì hết. Chúng ta cứ dậy về nhà đi. Từ trước tới giờ, ba đâu có nhiều cơ hội cổng con đâu.
Ba ơi, con muốn đi vệ sinh. Vậy sao? Ôi trời, xem kìa, con đã lớn hơn nhiều rồi đó. Ôi trời ơi. Ba ơi, cánh đồng này rộng thật đó, sao chúng ta lại không có đất vậy? Không phải là con đổ lỗi cho ba đâu, con chỉ tự hỏi ông nội và ông cố làm gì, và tại sao lại khiến ba nghèo như vậy. Nhưng mà lần này không phải là chính phủ tìm anh, mà là phía Yoon Jae-hong đang muốn làm việc gì đó để tưởng nhớ các chiến sĩ đấu tranh vì độc lập. Đó là tập đoàn Jong-un. Trên đây là các thành viên của quân đoàn anh hùng. Người đàn ông này chính là ông của tôi. Các vị cũng biết rồi, còn người ở giữa chính là đồng đội của ông ấy, ngài Bét Sang. Ngoại trừ ngài Bét Sang đã chết khi chưa lập gia đình trước giải phóng, những người còn lại là một ẩn số. Chúng ta thậm chí còn không biết tên của họ. Có lẽ họ đã nằm sâu trong những cánh đồng và ngọn núi mà không hề được dinh danh. Cho nên tôi hy vọng sẽ tìm được con cháu của họ. Tôi muốn tìm họ, ôm họ và cùng nhau khóc cho thỏa, và nói với họ rằng chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau với họ. Rồi đây. Ồ, chào đứa con đẹp trai của ba. Học chăm chỉ chứ? Dạ. Nhóc con à, đừng có nhăn nhó nữa. Một tên nhóc như con mà cau mày như vậy là mất hết may mắn luôn đó. Ba định ra ngoài tìm việc sao? Ừ, hôm nay ba có linh cảm tốt. Tối hôm qua ba đã mơ thấy một việc rất tuyệt đó. Đó là ba có rất nhiều tiền con à. Nếu đúng vậy thì hay quá. Dĩ nhiên rồi à, cứ đợi ba, ba sẽ về nhanh thôi. Ừ. Tìm ai vậy? Anh là Trang Banh Xô phải không? Đúng vậy, có chuyện gì? Ô, à, này, ba ơi, các người làm gì vậy? Ba ơi, tôi ra đi. Ba Minh Giang, mà nói nữa, đi đi. Có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Thật sự anh không có làm gì sai hết mà. Ba ơi, phải làm sao đây? Tôi không làm gì sai hết. Buông tôi ra đi. Làm gì vậy? Để lên. Trời ơi, Minh Giang, làm sao bây giờ? Tôi ra. Chắc ba con lại trộm thứ gì đó nữa rồi. Phải làm sao đây? Chúng tôi sắp tới rồi. Đối xử như khách sao? Đánh hắn một trận trước khi chúng tôi tới. Hôm nay là một ngày đẹp trời đó. Mở khăn đi. Ừ.
Sao lại làm như vậy với tôi? Tôi không ăn trộm gì hết mà. Ngẩng đầu lên. Mày biết Bác San đúng chứ? Cậu đang nói cái gì vậy? Mày đã nộp đơn vào các gia đình của quân đoàn anh hùng rồi còn gì? Mày nói ông mày là một trong những người này. Đúng vậy. Vậy là mày biết Bác San? À, không, không. Tôi không biết gì về ông ấy hết. Tôi còn không biết mặt của ông tôi mà. Tôi chỉ nghe ba tôi kể lại thôi, tôi nói thật đó. Vậy thì chắc là mày cũng nghe ba mày nhắc tới bản đồ chứ? Bản đồ sao? Không có. Tôi chưa bao giờ nghe về nó. Tôi nói thật mà, tôi nói thật đó. Tôi nói thật đó mà, xin hãy tin tôi đi. Đứa con trai của thằng này tên là gì? Là Chang Minche, đang học lớp 2 trường quốc dân. Minche sao? Đem nó tới đây. Nè, sao lại bắt nó chứ? Khi nhìn thấy mặt con trai mày, có thể mày sẽ nhớ gì đó về Bác San thì sao? Đúng chứ? Đem nó tới đây. Khoan đã, khoan đã. Từ từ đã, từ từ đã mà. Từ từ đã. Sao vậy? Mày đã nhớ ra được gì đó rồi hả? Xin được bắt Minche tới đây. Các người cứ việc đánh tôi đi. Được rồi, bây giờ tao cho mày 30 phút để coi mày nhớ ra trước hay là con trai của mày được mang tới trước. Mày cứ chờ đi hả? Ôi trời ơi. Ba ơi, cánh đồng này rộng thật đó, sao chúng ta lại không có đất vậy? Con ghét ba lắm mà biết không? Thưa ngài, Bác San còn có một đứa cháu trai. Tôi có nghe chuyện đó rồi. Đúng là ngạc nhiên thật. Nghe bé không còn gặp hắn từ khi hắn lên trung học. Nếu hắn vẫn sống ở Chuncheon, tôi có thể tìm ra hắn trong một giờ. Vậy thì mai cậu làm đi. Còn chờ gì nữa chứ? Nhưng mà thưa ngài, trước đây chúng ta từng thất bại một lần rồi. Về chuyện Bakubansu. Vậy thì sao? Việc tìm cháu trai của Bác San sẽ còn khó khăn hơn việc Bakubansu. Vậy sau lần này chúng ta không thử dùng cách khác. Kim Chanh Ghi vừa mới rời khỏi phòng nhân viên. Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Thôi được rồi, làm cho tốt vào. Thầy. Về cẩn thận đó. Nè, đứng đó làm gì? Là người đạp xe đó. Muốn tao đem con trai của mày tới không? Hả? Chanh Ghi à,
Cậu là Chanh Di có đúng không? Kim Chanh Di. Ban Su. Nè cái con người kia, tôi vẫn luôn tìm cậu đó, sao tới tận bây giờ cậu mới chịu xuất hiện vậy hả? Nè, Mặt của cậu làm sao vậy? Tôi bị trượt ngã ở công trường thôi. Lâu rồi không gặp. Cậu có khỏe không hả? Cái tình ngốc Ban Su này, cậu đã ở đâu suốt bao nhiêu năm nay vậy hả? Hả? Ban Su à? Ban Su à? Có chắc không vậy? Vậy được rồi. Nè, cậu uống từ từ thôi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ không kết thúc ở đây đâu mà. Cậu phải tới chỗ của tôi. Chắc chắn cậu sẽ rất thích Suhyeon nhà của tôi đó. Chàng Ban Su, mày đang làm gì vậy? Còn không nhanh nói về chuyện của Baek-san đi. Mày muốn thấy con trai của mày chết sao? Chanh Di à, tôi cũng có một đứa con trai. Vậy sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Nó không hề giống với ba nó. Nó thật sự rất thông minh. Là một người ba mà tôi không làm được gì cho nó hết. Thằng bé thì rất chín chắn. Tôi muốn nhìn thấy nó trưởng thành thật tốt. Trời ơi, cậu đúng là một người cha thương con hết mực đó. Tôi vẫn mơ về ba tôi. Cả đời này của tôi cũng không thể quên được ông ấy. Để bảo vệ ba tôi, mà ba của cậu đã phải trốn chạy để giữ được bí mật, về sau tôi mới biết chuyện đó. Ban Su, tôi thực sự xin lỗi. Minh Trai nhà tôi, Minh Trai không thể trải qua chuyện như vậy được đâu. Nè chàng Ban Su, ngồi nói nhớ dẫn tới chừng nào. Ban Su à, cậu làm sao vậy? Cậu đã say rồi sao? Ban Su à, nè mau dừng lại đi. Lôi thằng nhóc đó tới đây ngay. Cứ như vậy thì tới bao giờ mới tìm ra bản đồ đây chứ? Gì đây? Còn tới đây để làm gì nữa? Ba đang làm cái gì vậy ba? Con tới vì lo ba sẽ chán nản và bỏ về sớm, nhưng không ngờ lại nghe được chuyện bản đồ là sao? Rốt cuộc là vì mục đích đó hay sao? Đây là lý do ba muốn tìm hậu duệ của họ. Ba nói đi. Ba đảm bảo chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì tới con đâu. Ba có lý do riêng của mình. Dù lý do là gì cũng không được đâu. Ba hãy dừng ngay lại đi. Ba không thể làm như vậy được. Ba đã nói là ba có lý do riêng. Bây giờ ba muốn làm gì nữa chứ? Mọi người sẽ nói gì về ba nếu như chuyện này bị bại lộ? Còn không phải là vấn đề. Từ trước tới giờ ba đã luôn bị gán là thành phần bán nước. Ba định nhắc nhở thiên hạ về chuyện đó hay sao? Ba muốn người ta nói rằng ba không khác gì với ông hay sao? Thôi đi. Ba có rất nhiều thứ rồi, sao ba còn muốn bản đồ làm cái gì nữa? Đừng có nói nữa. Con chỉ biết có luật pháp thôi. Con không biết nhiều về việc làm ăn của ba. Tập đoàn hóa chất John Moon đang đứng trên bờ vực phá sản kia kìa. Nếu như phá sản rồi, toàn bộ tập đoàn sẽ gặp nguy. Không lẽ là con muốn ba dương mắt nhìn tập đoàn của chúng ta phá sản sao? Vậy cái bản đồ đó có đủ khả năng để ngăn ba không bị phá sản hay sao? Không chỉ ngăn không thôi đâu, mà còn có thể giúp chúng ta tiến một bước xa. Con không biết gì sao? Phu nhân tổng thống đương nhiệm là người say mê di sản văn hóa. Thứ giá trị cả một kho bạc nhà nước có thể thay đổi mọi thứ, không cần biết những thứ khác. Nhưng ba không thể từ bỏ chuyện này được. Công ty là mạng sống của ba.
đừng nói thêm bất cứ lời nào với ba nữa. Bánh Xua, tay cậu có cái gì vậy? Chạy đi. Cậu đang nói cái gì vậy? Các người là ai vậy? Có chuyện gì? Hả? Có chuyện gì? Bánh Xua, bọn họ là ai vậy? Bánh Xua, Bánh Xua, Bánh Xua. Các người là ai? Các người làm cái gì trong nhà tôi vậy? Các người là ai? Các người làm gì vậy? Tại sao làm vậy với chúng tôi chứ? Các người không có quyền làm như vậy. Nè, con trai à, các người nghĩ mình là ai mà làm vậy chứ? Ai cho phép các người lục lọi trong nhà của tôi như vậy? Tôi nghĩ là không phải ở đây đâu. Tại sao lại bắt con của tôi chứ? Suhyeon à, Suhyeon, Suhyeon, con trai của tôi, trả con lại cho tôi. Tại sao bắt con của tôi chứ? Suhyeon, Suhyeon à, trả con lại cho tôi. Suhyeon à, Suhyeon, Suhyeon, trả con lại cho tôi. Sao lại bắt con tôi chứ? Suhyeon à, Suhyeon, trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Suhyeon à. Các người là ai vậy hả? Các người đang làm cái gì vậy? Đứng lại đó, đứng lại đó, đứng lại. Bánh Xua, họ là ai vậy hả? Tôi không biết, họ cứ vậy lôi tôi đến đây thôi. Tôi đã nộp một lá đơn xin xác nhận là người thân của quân đoàn anh hùng. Trước đây việc này xảy ra với ba tôi, bây giờ là với tôi đó. Cho nên là cậu đã lôi tôi vào luôn có phải không? Cậu đã nói hết với họ rồi à? Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Chanh Ghi à, xem cậu bị thương nặng chưa kìa. Đáng lẽ cậu phải nói ngay cho họ biết hết tất cả mới phải. Sao tự nhiên một mình chịu như vậy được chứ? Không sao đâu, cậu với ba cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi. Tôi biết là đến cuối cùng cậu cũng không muốn nói điều đó mà. Bánh Xua, tôi thật sự muốn cậu có một cuộc sống bình thường. Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Loại bỏ tên trộm đó, dọn dẹp sạch sẽ vào đi. Dạ, tôi hiểu rồi. Bánh Xua, anh là cháu của Bé San, rất vui được gặp anh. Anh là ai vậy? Anh không cần biết tôi là ai đâu. Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng mà anh đã hiểu lầm tất cả rồi. Tôi không có liên quan gì tới Bé San hết. Không tin thì kiểm tra hộ khẩu của tôi đi, rồi thả cậu ấy ra ngay lập tức. Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy. Vào đi. Suhyeon à, Suhyeon à, Suhyeon à, trẻ con thì có biết gì đâu chứ? Sao các người lại bắt nó đến đây làm gì? Nó mới 4 tuổi thôi mà. Suhyeon à, Suhyeon à, Bánh Xua, Bánh Xua, mang Suhyeon đi đi, làm ơn mang Suhyeon đi theo cậu đi, Bánh Xua. Các người mau thả con tôi ra, đừng có làm vậy mà. Chanh Ghi à, Bánh Xua, Chanh Ghi à, tôi xin lỗi, Bánh Xua.